Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải phía bài tập cuối tuần môn toán lớp 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Tuần hôm nay chúng ta sẽ làm là tuần 30, luyện tập chung. Xem giờ đúng trên đồng hồ. Bài số 1, nói hai phép tính có cùng kết quả 24 mà ta cộng với 30, như vậy là bằng là 54. Cái này là 54 nè. Rồi chúng ta cộng hết rồi chúng ta nói ha. 67 là trừ 10 như vậy là bằng là 57 nè. 95 mà ta trừ cho 25 như vậy là bằng là 70 nè. Này là bằng là 80 nè. Này là bằng 57 nè. Này là bằng là 54 nè. Này là bằng là 80 nè. Cái này là bằng 70 nè. Rồi, chúng ta bắt đầu nói. 54 ở đây là 54. 57 ở đây là 57. Này là 80, này là 80. Rồi. Này 70 và 70. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Viết số tích hợp vào ô trống. 42 ta cộng với cái gì chỗ này là bằng là 62. Như vậy ngay chỗ này nó là một cái dấu cộng. Thì cái này là cái số hạng đã biết nè. Cái này số hạng chưa biết nè. Đây là cái tổng nè. Muốn tìm số hạng chưa biết thì ta lấy tổng, ta trừ đi số hạng đã biết. Có nghĩa ta lấy 62, ta trừ cho 42 thì ra con số này. Vậy là 62 ta trừ cho 42 là bằng bao nhiêu này? Bằng 0,20. Rồi bài này cũng vậy. Đây là dấu cộng. Thì đây là cái số hạng chưa biết. Đây là số hạng đã biết. Và đây là cái tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết thì ta lấy con số 84 là trừ cho 30. Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ có là 4 50 54. Chúng ta kiểm tra lại, ta lấy 54 ta trừ cho quay ta cộng cho 30 là bằng là 84. Rồi đây là dấu trừ, đây là số bị trừ, đây là số trừ và đây là hiệu. Đây là số bị trừ, đây là số trừ và đây là hiệu. Muốn tìm số trừ thì ta lấy số bị trừ ta trừ đi hiệu, ta lấy 97 ta trừ cho 37 như là bằng 0,60. Đây là số, đây là dấu trừ thì đây là số bị trừ, đây là số trừ và đây là hiệu. Muốn tìm số bị trừ thì ta lấy hiệu ta cộng với cái này. Ta lấy hai này cộng lại với nhau. Như vậy chúng ta sẽ được là 88. Chúng ta kiểm tra lại chúng ta xem nè. 88 là trừ cho 20. Như vậy là bằng là 68. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Viết giờ đúng dưới mẫu đồng hồ thời mẫu. Hiện tại chúng ta sẽ học giờ đúng. Giờ đúng thì có nghĩa là cái kim, cái đồng hồ này có hai cái kim. Cái kim dài là cái kim chỉ phút và cái kim ngắn là cái kim chỉ giờ. Này đang chỉ là 7. Và học giờ đúng thì cái kim phút này luôn luôn nó chỉ số 12, được không? Giờ đúng thì luôn luôn chỉ số 12 nên là 7 giờ. Cái này đang chỉ 5 giờ. Cái này đang chỉ cái kim giờ này nó đang chỉ số 2 là 2 giờ. Cái kim này đang chỉ số 10 là 10 giờ. Nó qua bài tiếp theo là bài số 4. Nói mẫu đồng hồ với giờ thích hợp. Cái này là cái kim này, kim ngắn là cái kim chỉ giờ nha, 2 giờ. 2 giờ nó là đây. Cái này là 9 giờ. 9 giờ nó vào đây. Này 11 giờ, 1 giờ nó vào đây. Này là hai kim này trùng nhau, nó là 12 giờ. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 5, đúng thì ghi D, sai thì ghi S, đồng hồ chỉ 12 giờ. Nhà này là sai. Cái kim mập mập này, cái kim mập mập mà ngắn này là cái kim chỉ giờ, cái này là đang 3 giờ mới đúng. Cái này là sai này, cái này đúng 3 giờ này. Đúng này. Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ chỉ đúng giờ tương ứng. Nhà cái tất cả cái đồng hồ này đồng hồ đúng, giờ đúng cho nên cái kim phút nó đang chỉ số 12 hết. Chúng ta bây giờ chúng ta vẽ cái kim ngắn, cái kim ngắn là cái kim chỉ giờ. Này đang chỉ số 6 thì chúng ta vẽ số 6. Cái kim ngắn chúng ta phải vẽ ngắn hơn cái kim phút một chút ha. Đây là đang là 9 giờ, 9 giờ là đây. Này là đang là 4 giờ. Này là 8 giờ.
Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 7. Nói đồng hồ với thời gian biểu tương ứng của bạn mình. Mình ngủ dậy lúc 6 giờ. 6 giờ cái đồng hồ này. Đây, cái kim ngắn, cái kim mập mập là kim chỉ vừa nha. Mình đi học lúc 7 giờ sáng. Đây cái đồng hồ này. Mình chơi bóng đá lúc 5 giờ chiều. 5 giờ chiều đây. Mình xem chương trình thiếu nhi lúc 8 giờ tối nha, cái đồng hồ này. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.